Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Yên Bái vinh dự được Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin Truyền thông lựa chọn là điểm tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông. Chiều ngày 26 tháng 11, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức lễ trao giải cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông lần thứ 3 năm 2021. Mặc dù là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở chủ đề an toàn giao thông với quy mô toàn tỉnh, nhưng tất cả các đài truyền thanh cơ sở huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng tham gia. Qua 6 tháng phát động từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, đã có trên 90 chương trình được Trung tâm Truyền thông Văn hóa cấp huyện chấm và nhận xét sơ bộ gửi về tham gia vòng chung khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, các chương trình truyền thanh cơ sở có nội dung và chất lượng khá tốt. Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh sát thực bức tranh sinh động về an toàn giao thông của đời sống xã hội, những vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm. Chất lượng các chương trình tương đối đồng đều giữa các đơn vị, nhiều chương trình có chất lượng rất tốt, hình thức thể hiện phong phú, nội dung mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực với cơ sở. Nhiều đơn vị đã đầu tư khá công phu về lời bình, âm thanh, tiếng động hiện trường, thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm với nghề của những người làm công tác truyền thông ở cơ sở. Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 là hoạt động ý nghĩa, là cơ hội để đội ngũ những cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở được trau dồi nghiệp vụ, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Qua cuộc thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò vị trí của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tại lễ trao giải cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông, ban tổ chức đã trao 9 giải tập thể, 24 giải trao cho các đài truyền thanh cơ sở, trong đó giải nhất tập thể được trao cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái, giải nhì thuộc về Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các trung tâm truyền thông và văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đối với giải tuyên truyền an toàn giao thông xuất sắc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chương trình phát thanh của đài truyền thanh cơ sở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, giải nhì cho 2 chương trình phát thanh của đài truyền thanh cơ sở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và đài truyền thanh cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Đồng thời trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các đài tham dự cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải chương trình phát thanh có hình thức hấp dẫn, chương trình phát thanh có chùm tin mang tính thời sự, trao giải phát thanh viên nữ có giọng đọc truyền cảm nhất và trao giải phát thanh viên nam có giọng đọc truyền cảm nhất.